Cắt rồi. Xem cây mới của bà đây. Cây xanh này, thấy cây xanh già già. Đi qua phát lại phải quay lại. Vì có cây mới. Không biết là xanh gì đây, vàng lắm. Xanh ấy là miền hạt. Miền hạt. Đấy, vàng ươm nhỉ. Già lắm rồi. Ui trời. Đã nằm mấy ngọn này xuống tí nhất thôi. Hai người khiêng. Già thì vô đối rồi, được cây già. Cây già. Đấy. Dăm riết cũng hòm hòm rồi. Đấy, cái gì đấy? Có. Thích già này cũng vàng ươm như như là điển xịn. Đấy, cái này thì già thì nhìn thấy tuổi rồi. Hơi tiếc chỗ này thì tiếc cái chỗ này chắc nắng quá đây. Bà mừng bà lại bán được cái gì kia. Chờ được cái gì đi. Đấy. Hai ông bà đi luôn à. Giờ này bà mừng bà bán được lắm. Đấy, cái xanh này của Vững 15 triệu à bà? Đây là bao nhiêu đây? 15. Đấy, ra vào nhà bà Vững ở chợ Vạn Phúc nhá. Và lại đọc số điện thoại đi. 0947 181 703. Đấy, vườn nhiều cây lắm. Quay nhiều lần rồi, nhiều lần đăng số rồi nhưng mà cứ đọc lại. Cây xanh này 15 triệu. Chắc còn thương lượng nữa được tí nhỉ. Đấy. 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 Thiện chí thì đấy. Cây của bà Vững nha. Sáng nay phiên chợ biết có nhiều cây không? Cho. Mẹ ta nói về cái chất xong nó bán chừng ngấm gì với tao. Chả không hết. Bảo là sáng nay phiên chợ không đi được không biết có nhiều cây không? Nhiều. Cây xanh Nam Điền hạt. Đây. Da vàng óng. Con để dưới đất chưa bày lên nhưng nhìn nó hơi khó. Bày lên nó còn xì đẹp hơn nhiều. Vâng. Bày nó lên. Mang lên tối qua. Ừ. Đấy. Đây này. Phê không? Thế còn cây mai chú thủy sao lại để nó... Cây mai chú thủy là cái dáng khác đó. Không, mà chưa có cho bày cái này này. Đúng rồi. Dạ giật này. Nhìn cái... củ nó kia chưa này. Nhìn này. Đấy. Chứ nó bày... đổ. Nó đổ nhưng mà lại đi rồi dựng lên này. Dựng lên chưa có cho bày thì chả để vậy, nay chợ phiên phợ giờ bày ra kia không khéo lại có người là mua luôn, đỡ phải bày nha. Đẹp lắm. Cây ấy là bao tiền đấy bà? Cây là bán 8 triệu. Khó nhìn thật, để này khó nhìn thật. Cứ ra xem thực tế nha. Đây cái này. Đấy, cái xanh này được. Xanh này được. Xanh này được. Rồi, và ra ngoài này và báo mấy cây này nào. Đây. Úi dồi. Cho mày quảng cáo cái ổi này này. Ui, quảng cáo, cây bao tiền đã. Cái ổi này chỉ có 5 triệu bạc nhưng mà nó rụt rịt, nó đẹp miễn xe. Ui, ổi quả to đây. Rụt rịt rồi. Rụt rịt rồi. Cháu là cái đẹp cái này. Ây da, nặng quá. Tưởng xoay được mà không xoay được. Đấy. Ừ, được, mẹ biết, tự nhiên. Đẹp miễn chê luôn. Miễn chê. Thi thoảng chê tí cho mới nó mới khách quan. Thế còn cái cây Hải Châu là bao tiền? Cây Hải Châu là bán 3 triệu rưỡi. Còn cây Si kia? Cây Si này bán 10 triệu. 10 triệu, cây ruối kia. Cây ruối kia. Cây ruối này là cái ruối chữ tâm bán 15 triệu. 15 triệu. Hỏi thề tí nữa quay chi tiết sau. Đấy. Giờ đến quay chi tiết cái cây ổi. Cây cái gì? Ngoài chỗ vườn mới khoe 4 cây. Cây gì cơ? Cây gì vậy? Cây phi lao. Ừ. Lại thuê thêm vườn nữa. Cái vườn ở cuối cùng qua. Đằng kia giờ nó là làm lô đẹp nhỉ. Ừ. Đấy, bày đằng ý. Đấy.
Đây nhìn như cái vai bò đây. Cái này thì hơi nặng. Alo. Chỗ nào mà nó cũng được như chỗ này thì hay này. Trồng mấy cái chậu này nó lại nhìn nó lại càng khiếp. Trồng một cái chậu cái này là cái trực hoành hoặc là cái đổ cũng được. Đổ xuống tí cũng được, như này cũng được. Nặng lắm không lay được. Đây. Hay đấy nhưng mà nó là cái ổi quả to. Quả to. To. Trồng ở đất bãi đây. Trồng đất bãi đây. Xoay tí cho các bác xem. Ủa. Tiếp này. Không làm từ ngày xưa đây, giấy ăn hết rồi. Ui giời. Đấy, mặt này thì kém. Mặt này hơi kém chút. Chỗ nào được như chỗ này thì hốt bạc rồi. Đây cảnh thì tính sau. Đây nó như này nó có lòng ngoằng này. Một loạt sung sung kiểu lòng lợn này. Đấy, nhìn đúng như cái lòng lợn này. Xoắn này. Vặn vẹo xoắn xoắn đây có quả này. Như cái lòng lợn. Cây nào cũng vậy. Cây nào cũng vặn như để cứ nuôi 5 tháng thì nó thành như này. Quả chết. Dưới. Đây có cây ổi nữa. Cây này thì đang có nhiều quả. Có quả. Đấy, cái ổi này cũng được. Cái cây hải châu này bắt mắt cực kỳ này. Quả này. Siêu quả. Chín. Tôi cũng chẳng biết nó có ăn được không, nhìn thế này là có vẻ là ăn được. Sưng chín sưng mọng. Đó. Quả nhiều lắm. Nhiều quả. Chứ còn dáng thế thì nó bình thường. Được. Cây khai thác nó chỉ khô thế này mà nó sống. Cây khai thác nó chỉ vậy thôi. Nhiều quả. Lá nhỏ và nhiều quả. Thế cái hải châu là nó như vậy. Hải châu. Quả nó buông giống như sao này. Thế. Đấy, nó thì nó hơi bị hơi đổ chút. Dáng hơi đổ chút. Đây. Loạt sung với thế lòng lợn này. Nếu mà lúc nó còn bé mà uốn nó sẽ như này này. Đấy, khi nào mà nó già ấy, cứ bỏ 5 tháng cho chùn lại như này. Sau nó dính vào nhau. Tất nhiên là mình vẫn nhìn thấy những cái dấu vết của tạo hóa chứ không phải của nhân tạo chứ không phải tự nhiên. Con xanh này thì không biết bao tiền vì bà ấy đang trong kia. Ai muốn biết thì hỏi nhé. Xanh. Xanh lão lòng lợn. Lão lòng. Lão lòng. Lão lòng. Lão lòng. Đây này kẹo đứng trên cao nhìn xuống. Não lòng. Đấy, nhìn nó như con rắn. Đây, có cái xi. Xi. Nên là đang sốt xanh xi lắm các bác. Nhưng phải đẹp cơ, chứ còn xấu thì sốt vào mắt. Xì khá to. Có cái cây ngọc anh này tiếp không? Ngọc anh này. Đây, trồng biệt thự, trồng nhà vườn các bác. Ngọc anh. Yeah, cái cây cây xanh kìa. Đập vào mắt ngay đi qua đường. Cái rúi ở trong cái bộ kia thì chưa bày được. Cây đẹp này. Cây được. Tiếc nó hơi bị cháy chút. Tiếc thì được cái nó già, cái già các bác không thể nào mà nó chờ được. Chỉ có người trước người ta để lại thì mới có tuổi già như vậy. Đấy, cái già bây giờ là rất là quý. Cái ổi.
cây mà già thì là được một cái, già là một cái rất quý bây giờ các bác nhé. Còn dáng thế thì là cái thứ hai, được cây già là rất là tốt. Cây thì thích già, còn vợ thì thích trẻ. Đây các bác nhé, cây xanh tốt, một cây xanh tốt. Nhưng còn phải khắc phục thêm, nhưng mà nó là một cốt già quý các bác nhé.